hay tắt điện đi nhỉ? Lạ nhỉ? Ok. Như này các bạn lại ra tiền. Này, Quanh. Sao Quanh cứ rút điện của Lê ra thế? Thì phải tiết kiệm điện chứ, người ta đã rút ra để tiết kiệm điện rồi lại còn mắng mỏ cái nỗi gì nữa. Lê đang thí nghiệm rất nhiều thứ, đang cần đến điện ở ngoài kia, tại sao Quanh cứ rút ra như thế thì làm sao mà Lê làm được việc? Ừ, thì tại vì Quanh nghĩ là Quanh tiết kiệm điện thôi. Lê không thích thì việc gì Lê cứ phải mắng mỏ người ta nhiều như thế. Tiết kiệm thì người ta có nhiều cách chứ, bây giờ trong sổ ghi của gara bí mật có biết bao nhiêu là cách để tiết kiệm, tại sao Quanh không dùng mà Quanh lại đi rút điện của Lê ra như thế? Thế thì Lê thích mời sáng tạo nào đến để tiết kiệm điện thì Lê mời. Nói chung là Quanh chỉ muốn tiết kiệm điện thôi. Tiết kiệm thì có nhiều cách, nhưng bây giờ Quanh cứ tắt điện như thế thì Lê với các bạn làm thí nghiệm thì làm sao mà làm được. Bây giờ Quanh muốn tiết kiệm nhá, Quanh muốn tiết kiệm thì Lê sẽ mời đến đây một người để hướng dẫn cho Quanh cách tiết kiệm nhá. Các bạn đang theo dõi Gara Bí Mật của Studio V6 ngày thứ 3. Trong phần tiếp theo sẽ là những câu chuyện về những vi mạch điện tử và những chiếc bóng đen. Câu chuyện đó là gì? Hãy cùng chờ xem nhé! Đấy, bây giờ thì Lê đã mời đến hai nhân vật sáng tạo ngày hôm nay rồi, và Quanh thử tìm hiểu xem là họ đã làm thế nào để tiết kiệm điện đi. Xin chào hai bạn, mình là Quanh, trợ lý của bạn Lê. Bạn này hôm nay là bạn ấy bị Quanh chọc tức, cứ rút điện mãi. Đầu tiên thì các bạn có thể giới thiệu về bản thân mình đúng không ạ? Tôi là Nguyễn Đình Nam, là trưởng nhóm IPnet. Còn đây là Nguyễn Đình Khanh. Hãy chú ý, bởi ngay sau đây, Gara Bí Mật sẽ tiết lộ cho bạn những điều thú vị về gương mặt sáng tạo khi này. Họ có liên quan như thế nào với những bóng đèn? Họ đang có ý tưởng độc đáo nào? Hãy bắt đầu tìm hiểu bằng cuộc trò chuyện với hai bạn Nguyễn Đình Nam và Nguyễn Thị Thanh đến từ nhóm IPnet. Chúng tôi có một nhóm kỹ sư và nhiều thành viên khác cùng sáng tạo ra một cái thiết bị tiết kiệm điện. Xuất xứ là từ việc quan sát hàng ngày thấy ở ngoài đường thì có những hôm trời chưa tối mà điện đã bật lên rồi. Có những hôm thì trời tối đen rồi, tất cả đèn ô tô và các cửa hàng bật hết rồi nhưng mà đèn đường vẫn chưa bật. Thì vấn đề là có cái sự chênh lệch rất lớn giữa thực tế, nhu cầu thực tế và cái việc bật tắt đèn của hệ thống điện công cộng. Ý như vậy chúng tôi đã nghĩ ra là một cái giải pháp để... Quanh biết giải pháp đấy là gì không? Sơn Lê lúc nào cũng hỏi khó Quanh đấy. Thì Quanh cũng chỉ biết là một giải pháp để tiết kiệm điện, bật đèn đúng giờ, tắt đèn đúng giờ, đúng không ạ? Vâng, đúng, chính xác là như vậy. Có một cái điều hơi khó ấy, là mặt trời lại lặn vào các giờ khác nhau trong năm. Ta đều biết là mùa hè, mùa đông chênh nhau rất là lớn. Chính xác. Chúng tôi phải nghĩ ra một cái thiết bị rất là thông minh, nó có thể tự tính toán được cái chu kỳ thiên văn đấy cho từng vị trí khác nhau. Hôm qua một thời gian hơn một năm thì chúng tôi đã đưa ra được một cái thiết bị gọi là bộ điều khiển IPnet. Tôi có thể tính toán được giờ thiên văn để tính được chính xác ví dụ mặt trời hôm nay thì lặn vào lúc nào. Lúc nào là đến lúc cần thiết. Thiết bị này quả là một thiết bị phải gọi là công nghệ rất là cao, sẽ vô cùng là tiết kiệm điện. Ôi, Quanh cần một thiết bị như thế này ở trong gara bí mật nên nhỉ? Nhưng mà không quan sát bầu trời, không quan sát mặt trời thì các bạn làm thế nào để có thể tính được giờ mặt trời, tức là giờ thiên văn? Cái đấy là đã tính toán được. Trên cái thiết bị đó chỉ cần một cái đồng hồ, một cái lịch và được nạp sẵn vào cái tọa độ cài đặt, tự tính được cái giờ chính xác cho ngày hôm đấy. Thực ra tôi cũng biết về cái chuyện là giờ thiên văn, và tôi cũng hay xem cái lịch thiên văn xem là mấy giờ mặt trời lặn. Nhưng cái này thì nó sai số rất là lớn, thường là sai số khoảng 30 phút, thường là 20 phút. Các bạn đã làm thế nào để xác định chính xác được giờ mặt trời lặn? Khi công nhân triển khai lắp đặt ở một vị trí thì nhập vào đấy cái tọa độ gọi là tọa độ GPS, tức là định vị được cái tọa độ chính xác của nó thì sẽ tính được chính xác. Ví dụ như ở Hà Nội thì khác, Thành phố Hồ Chí Minh thì khác, và thậm chí chính trong Hà Nội cũng có thể khác nhau. Nhưng mà khi đấy thì cần cắm một cái thiết bị lúc cài đặt thì nó sẽ đưa vào đấy thông tin là cái thiết bị nằm ở đâu, ví dụ như là ở ngã tư Cầu Giấy chẳng hạn, nó chỉ cần biết là tọa độ nó ở đây và ngày giờ như thế này thì nó sẽ tính ra được cái thời điểm chính xác. Tất nhiên là có sai số chứ, đúng không? Cái sai số này nó dưới 1 phút. Một hệ thống định vị GPS sẽ giúp IPnet điều khiển những bóng đèn tắt đi đúng lúc mặt trời mọc và bật lên khi mặt trời bắt đầu lặn. Với hệ thống hàng nghìn đèn cao áp trên những con đường ở khắp mọi nơi thì đây chính là một giải pháp hữu ích nhằm tiết kiệm điện. Liệu IPnet có hoạt động chính xác như những gì bạn Nam mô tả? Hãy tiếp tục theo dõi và cùng tìm câu trả lời.
nó thiết bị tiết kiệm điện này, nghe rất là hiện đại này. Quanh thì quanh cảm thấy chắc là cấu tạo nó phức tạp, không biết là kích thước của nó có to không nhỉ? Thì lắp sẽ lắp ở đâu, mà bé thì có bỏ được vào túi áo không? Cái thiết bị này rất là nhỏ, tức là lúc đầu chúng tôi tất nhiên là đã phải qua rất nhiều quá trình. Lúc đầu thì nó to, nó như một cửa sổ. Sau đó thì qua rất là nhiều cố gắng của anh em thì làm cho nó nhỏ dần lại. Bây giờ nó chỉ to như hơn bao thuốc lá một chút thôi. Nhưng mà mục đích của nó không phải là để bỏ túi áo, mà là để cất vào trong cái đèn. Như vậy thì mỗi một chiếc đèn sẽ phải gắn một thiết bị riêng. Có một loại là gắn đến từng cái đèn, và có những loại là gắn với từng cái trạm điều khiển. Một dãy phố thì đưa vào một cái trạm điều khiển, và cũng có thể lắp đến từng cái đèn nếu như mà cái tùy từng công ty chiếu sáng khác nhau họ chọn. Tôi thấy là nếu như gắn mỗi bóng đèn với một chiếc điều khiển thì có lẽ là nó hơi bị tốn kém so với cái lượng mà chúng ta có thể tiết kiệm được, đúng không ạ? Giá thành của một điều khiển là bao nhiêu tiền? Nếu cái loại mà lắp đến từng bóng đèn thì nó chỉ vài trăm nghìn thôi. Còn lại lắp trên tủ điện thì nó có nhiều tính năng hơn, có thể làm được nhiều thứ hơn, thì giá tùy theo các cái tính năng của nó khoảng từ 2 đến 3 triệu. Ngoài tính năng bật tắt theo giờ mặt trời, IPnet còn có những tính năng độc đáo nào nữa đây? Chắc chắn sẽ còn rất nhiều, và bạn đừng bỏ lỡ phần tiếp theo của Gara Bí Mật. Cái thiết bị này không thuần túy là nó chỉ tính toán cục bộ, mà nó có khả năng nối mạng. Tức là nối qua rất nhiều các cách khác nhau để nó ra được mạng Internet. Mạng Internet thì là phụ thôi, nhưng mà còn một cái mạng nữa phổ biến hơn mà ai có đây là mạng di động. Các trung tâm điều khiển chiều sáng thì họ có thể nắm bắt được thông tin từng cái đèn một, là thiệu có hoạt động bình thường không, có bị lão hóa hay là cháy hay không. Thì cái việc kết nối được vào Internet thì nó là một cái tính năng hiện đại. Một bạn gái trong nhóm IPnet đến Gara Bí Mật cùng Nguyễn Đình Nam. Bạn ấy tham gia những công việc nào trong quá trình sáng tạo và thi công sản phẩm? Không biết Nam Bí Ngô và những chiếc đèn có vượt qua được những thử thách khó khăn của hội rơi rối hay không? Câu trả lời sẽ có trong 15 phút tiếp theo của chương trình. Thôi, cái vấn đề kỹ thuật là cho những người đàn ông nói chuyện với nhau chứ. Quanh quan tâm đến việc là trong cái quá trình mà sản xuất dù cộng tác với hộp thì bạn tham gia vào khâu nào nhiều nhất ạ? Cũng tham gia một chút về thiết kế vỏ hộp và giới thiệu sản phẩm cho mọi người. Không biết là khi mà bạn đưa sản phẩm này ra với những người liên quan đến việc chiếu sáng rồi sử dụng điện thì họ cảm thấy thế nào? Người sử dụng thì rất hài lòng về sản phẩm. Và họ thấy đó là một sản phẩm có các tính năng rất thông minh, tiện ích, cũng như là tiết kiệm được nhiều điện cho nhà nước cũng như là gia đình. Với những hệ thống mà ở ngoài trời và dùng cho đèn giao thông thì nó có liên quan gì đến các hộ gia đình không? Bạn biết là gia đình ở mặt phố thì họ có dùng cái không gian như là biển quảng cáo. Cái gia đình nhà ống thôi chẳng hạn, họ cũng lắp đến 4 cái đèn quảng cáo. Dạ. Còn nếu mà nhà dài hơn một chút, họ có thể lắp đến 10 cái. Ngoài đèn ra là điều khiển các thiết bị khác được không? Một khi đã điều khiển điện thì thực ra nó là giống nhau. Ví dụ như là điều khiển cửa cuốn, hay là bật máy bơm, hay là điều khiển điều hòa, hoặc là bình nóng lạnh. Ô, cái này hay đấy. Nếu mà Quanh hiểu rằng là Quanh có thể tiết kiệm điện từ xa, ví dụ như Quanh không ở nhà nhưng Quanh có thể tắt đèn khi Quanh đang đi xem phim chẳng hạn. Đúng rồi. Ôi, thế là Quanh sẽ không phải về tận nhà để tiết kiệm điện hộ Lê nữa rồi. Là Quanh có thể vừa đi xem phim, vừa tiết kiệm hệ thống điện của Gara Bí Mật, đúng không? Tôi tò mò một chút nữa là điều khiển qua di động thì các bạn điều khiển bằng cách nào? Cái này rất đơn giản, tức là mỗi cái thiết bị có một cái số điện thoại. Nên là cắm một cái sim vào như bình thường chúng ta làm ấy, thì nó có một số điện thoại và ta gọi đến số đấy, bấm một cái mật mã nào đó rồi mình đặt để an toàn thôi. Tức là bấm đúng mật mã thì nó bật hoặc là tắt theo cái ý muốn của mình. Các bạn đã thử thí nghiệm nó chưa và thử với những thiết bị nào rồi? Ôi, khách hàng đã dùng rất nhiều và họ đều rất là thích tính năng này. Bạn có thể cho một ví dụ là họ đã sử dụng nó để làm những thứ gì ạ? Hiện nay họ dùng tính năng điều khiển là cho những cái tủ điện, điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng là đang dùng. Nhưng mà đến đây ngày hôm nay đến với Gara Bí Mật thì các bạn có mang theo một mẫu nào không? Mọi người có thể xem thử cái mẫu thiết bị đó được không? Tất nhiên. Và bạn có thể lấy cho chúng tôi xem được không? Sử dụng chiếc điện thoại di động để điều khiển đèn đường là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng kiểm chứng trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay để xem Nam Bí Ngô với bộ điều khiển IPnet có khả năng điều khiển những chiếc bóng đèn không nhé. Bây giờ thì trên tay tôi đã là thiết bị điều khiển tự động IPnet để có thể điều khiển nguồn điện của bạn từ xa, hoặc là có thể điều khiển theo lịch thiên văn, và chúng tôi cũng đang rất tò mò xem là thiết bị này có thể hoạt động như thế nào. Đây là thiết bị dùng để điều khiển bằng điện thoại di động hay là điều khiển bằng giờ thiên văn? Nó có cả hai tính năng vậy trong một thiết bị. Nguồn điện này là bắt buộc phải đấu trực tiếp đến
với thiết bị mình đang muốn điều khiển. Bình thường thì nó nằm ở trong cả cái đèn, nhưng đây là tôi để cho dễ hiểu thì tôi kéo nó ra ngoài để cho mọi người xem. Một bên thì là vào điện 220, ra cũng là điện 220 cấp cho một thiết bị khác. Nếu mà dùng được cho cả điện thoại di động thì sẽ lắp điện thoại di động gọi thẳng đến đây được đúng không? Đây, tức là có thể dùng bất cứ một cái điện thoại di động nào ở bên ngoài, xong rồi cắm đường vào, tức là nó xử lý được cái âm thanh gọi đến, nó có thể nhận cuộc gọi và nhận các cái tín hiệu điều khiển qua hệ thống thoại. Với mỗi một thiết bị như thế này và cần điều khiển qua di động, chúng ta lại cần có một chiếc điện thoại để cắm vào đây. Đúng rồi. Hơi tốn kém, bởi vì tôi thấy là tiền mua điện thoại di động này thậm chí có khi còn đắt hơn tiền mua thiết bị này. Thưa bây giờ những cái điện thoại di động giá nó rất rẻ. Những cái điện thoại cũ của Nokia chẳng hạn giá chỉ có 100.000 thôi. Còn những cái điện thoại mới tinh như của Beeline thì giá chỉ có 200.000. Nó là một cái giá rất là nhỏ so với một cái đèn cao áp rất là to như thế này. Nếu như nhà tôi có rất nhiều thiết bị cần sử dụng điều khiển như thế này thì không thể nào có đủ kho SIM số để có thể điều khiển nó, thì bạn nghĩ đến điều này chưa? Nếu là công ty chiếu sáng thì họ không phải là cá nhân và họ có mục đích công ích thì cái chuyện đấy rất là đơn giản. Với thiết bị này thì cứ cắm vào bất cứ chiếc điện thoại nào là cũng được. Đúng rồi. Và khi gọi đến số này là nó sẽ tự động xử lý ở trong này, nhận cuộc gọi. Và trong tương lai thì tôi nghĩ là chúng ta nên tích hợp chẳng hạn, ví dụ như có thể lắp luôn SIM điện thoại vào trong cái hộp đấy chẳng hạn, đúng không? Ý tôi là tôi cứ hay tưởng tượng nghĩ xa lo xa như thế. Đúng rồi, cái bộ đầu tiên của chúng tôi là đã tích hợp rồi, nhưng mà xong rồi thấy là không dùng đến rất là phí. Đúng thì rồi. Khi nào cần thì họ mới cắm thôi. Nhưng mà chúng ta đã nói quá nhiều về công dụng của nó, như tôi thì chưa thử để xem nó hoạt động như thế nào. Quanh có thể mời hội rắc rối đến đây để chúng ta sẽ cùng kiểm tra thiết bị này được không? Các bạn chờ Quanh một phút nhé. Và bây giờ sẽ là phần gây cấn nhất của chương trình. Nam Bí Ngô cùng bộ điều khiển IPnet sẽ thử sức cùng những chuyên gia rắc rối là Long Đăng Nghi và Tuấn Tò Mò. Liệu những chiếc đèn cứng đầu có chịu khuất phục bởi Nam hay không? Hãy cùng theo dõi những giây phút hồi hộp và thú vị tiếp theo của Gara Bí Mật ngày hôm nay. Ở đây thì chúng ta đã bắt đầu có một bóng cao áp, có một hệ thống đã được lắp đặt của bạn Nam và bạn Thanh. Hai thành viên hội rắc rối của chúng tôi sẽ là những người kiểm chứng xem là nó hoạt động đúng như những gì mà họ mô tả hay không. Bạn Nam thân mến, bây giờ thì bạn có thể làm cách nào cho nó tự động sáng đèn lên không? Ở kia là có một cái điện thoại, tôi sẽ gọi vào điện thoại đấy. Điện thoại nối vào đấy và khi ta bấm một cái mã là bật thì đèn được bật sáng. Bật đèn. Đã nhấc máy đúng không ạ? Bạn vừa nhập mã đúng không ạ? Thì sau khi bật thì đèn sáng lên rồi. Như vậy là đèn đã bật sáng. Bạn Long, bạn thấy thế nào? Tôi thấy thì cũng hơi bất ngờ, bởi vì là theo như tôi hiểu thì khi mà gọi đến kia ấy thì chiếc điện kia là chưa nhấc máy đúng không ạ? Tức là bên tức là thiết bị này sẽ sử dụng là cái sóng, khi mà sóng có sóng phát là sẽ kích hoạt luôn cái điều khiển đúng không ạ? Như vậy là tôi sẽ phải mua những cái điện thoại từ của bên bạn Nam sản xuất ra đúng không? Không, điện thoại bất kỳ mà. Đây là một cái điện thoại của cũng là Việt Nam sản xuất. Thế điện thoại của tôi có được không? Được chứ. Nó có sóng bắt sóng. Thử luôn cũng được à? Bây giờ tôi sẽ thay cả hai điện thoại. Giờ bạn Long sẽ là người đặt câu hỏi, còn bạn Tuấn sẽ là người thực hiện liệu nó có tắt được hay không. Quanh nghĩ là nó sẽ tắt được rồi, chắc chắn là nó sẽ tắt được rồi. Bạn nghĩ là có làm được với điện thoại của bạn? Tôi nghĩ là không. Chúng ta đánh cả cái gì đó hơi nghi ngờ về cái công nghệ này, vì thực sự là tôi chưa nhìn thấy cái công nghệ này bao giờ. Nếu mà thực sự các bạn mà có thể làm cho tắt rồi. Dường như chưa hài lòng với kết quả của thử thách thứ nhất, những chuyên gia rắc rối vẫn muốn tiếp tục thử thách khả năng của Nam Bí Ngô và bộ điều khiển IPnet. Khó khăn tiếp theo là gì? Bạn Nguyễn Đình Nam liệu có vượt qua được thử thách này không? Xin mời các bạn cùng theo dõi những thử thách khó nhằn dành cho Nam Bí Ngô của hội rắc rối. Bây giờ tôi có một cái thắc mắc như thế này. Bây giờ giả sử tôi sử dụng, tôi sở hữu một hệ thống 10 cửa hàng điện máy. Như vậy thì tôi sẽ phải nhớ đến 10 cái mã khác nhau. Đúng rồi. Tất cả có thể đặt cùng một mã chứ. Số điện thoại nó khác nhau, mà khi gọi đến cái cửa hàng nào thì tắt riêng cửa hàng đấy thôi. Chúng tôi là có một cái tổng đài gọi là phụ trợ. Tức là khi gọi đến đấy thì nó sẽ gọi giúp cho tất cả đi bao nhiêu máy cũng được. Thế bạn đăng ký là khi gọi đến số đấy thì nhờ cái tổng đài gọi hộ đi các nơi. Thế nếu muốn bật tất cả một lúc thì chỉ gọi đến một số tất cả. Chúng ta lắp ở đây là lắp cho trên cao áp này thì lắp được đi tận trên cao 5-6 mét cơ. Thế như vậy thì tôi muốn để tôi phải trèo lên rồi đấy. Ôi, các bạn thử đánh giá thêm cái đèn cao áp này với cả cái điện thoại thì cái nào đắt hơn? Cái thiết bị này có thể là lắp ở nhà mà điều khiển cao áp ở ngoài đường không? Cái đấy vấn đề bạn có đi được cái dây ra đấy không? Thì thường hiện nay lắp ở các nơi không bị mất, tại vì ở họ có một cái mở cái cột đèn, họ có thể mở ra một cái tủ con ở trong thân đèn và xong rồi họ khóa lại. Kẻ trộm thì thậm chí nếu mà kiên quyết thì nó cưa cả cột đi, nó mang đi, nó bán rất là cũng được.
Và còn một chuyện nữa là có thể dùng bất cứ điện thoại nào để điều khiển nó không, hay là bắt buộc phải dùng một chiếc để cài sẵn? Điện thoại nào cũng được mà, tại vì nó chỉ là cái dây âm thanh. Bấm vào đầu này nó kêu thì đầu kia nó nghe thấy. Thế thì điện thoại của tôi bán thử gọi đi. 0916 trong gara bí mật mà không biết. Cái việc gạt này rất thú vị. Nhấc máy. Đã nhấc máy. Nhấc máy xong thì làm. Nhập tiếp đúng không ạ? 789 Thế thôi đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ làm ảo thuật cho đèn sáng. Thế bây giờ là tôi muốn tắt đi thì bấm ngược lại. 987 987. Bạn Lăng hôm nay rất là cẩn thận quá, bật tắt là liên tục và rất cẩn thận. Bây giờ tôi có thể dập máy được rồi. Thế tôi lại nó bật lên tôi bấm lần nữa đúng không? Thế ạ. Trong lúc mà đang giữ cuộc gọi thì có thể là tùy ý nhập điều các mã khác nhau mật, đúng không? Nó có rất nhiều mã. Dạ vâng. Nguyên tắc hoạt động của IPNet điều khiển bằng sóng điện thoại di động thật đơn giản và tiện dụng. Nếu bạn muốn điều khiển đèn bật tắt, chỉ việc gọi điện đến số điện thoại đã được cài đặt sẵn và nhập mật mã tương ứng, đèn sẽ sáng. Khi bạn nhập mật mã theo thứ tự ngược lại, bạn có thể tắt những chiếc đèn của mình. Cho dù bạn ở đâu trên thế giới, hệ thống đèn của bạn vẫn có thể tiết kiệm điện triệt để vì được hoạt động theo đúng yêu cầu của bạn. Bạn Long, bạn sau khi kiểm chứng chiếc đèn và chiếc hệ thống điều khiển này thì bạn cảm thấy thế nào? Tôi thấy là cái hệ thống này của các bạn là thực sự lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Và tôi cũng thấy là sau khi mà thử nghiệm đến những cái chiếc loại quyền hạn của tôi, hàng ngày tôi cũng chỉ có thể nhắn tin hay gọi điện hay chơi trò chơi bình thường, thì ngày hôm nay tôi có thể dùng nó để điều khiển chiếc đèn cao áp ở ngoài đường. Thường cái thiết bị này tôi là bật tắt từ rất xa, từ xa và rất xa, ra khỏi nhà rồi. Bạn cần đóng cái cửa hay là có người đến mà bạn và khách quen bạn đến nhưng mà bạn không có nhà, bạn bảo gọi điện về cái cửa và mở ra. Thậm chí đi nước ngoài cũng được, bạn vẫn có thể điều khiển thiết bị trong nhà. Lê ơi, Lê lắp luôn đi Lê ạ. Quanh thấy thiết bị này vô cùng là thú vị rồi, đi nước ngoài mà vẫn mở được cửa. Thế nên Quanh sẽ không phải ở nhà đợi cửa mỗi lần mà Lê đi xa để tìm hiểu về sáng tạo nữa. Nhớ nhớ nhớ. Từ cái đèn này có thể mình có thể đặt một cái chế độ hẹn giờ của nó. Cho ví dụ khoảng 5 phút nó sáng, 5 phút nó tắt được. Chúng tôi sẽ lấy một cái đèn khác để vào đây. Để cái này riêng, còn chúng ta sẽ làm một cái đèn hẹn giờ. Bây giờ thì tôi đã nhờ bạn Nam đặt là 3 phút nữa thì đèn mới bật sáng. Mà trong lúc đấy thì bạn Tuấn, tôi thấy bạn còn có câu hỏi muốn hỏi đúng không ạ? Mình muốn hỏi cái sản phẩm này của các bạn cài đặt chế độ giờ cho nó hẹn tắt sáng ấy. Thì mình phải nạp chương trình cho nó, thì bạn nạp chương trình nó như thế nào? Có một cái cáp mà nối với máy tính. Thì khi cắm vào máy tính thì máy tính sẽ ghi các chương trình bất kỳ mà do lập trình viên đưa xuống. Tức là cái phần thiết bị kia sẽ nhận diện và tín hiệu như thế nào từ đường âm thanh đúng không ạ? Đúng không? Thì khi bấm thật cái tút mỗi cái tút nó có một cái mã, là nó có một cái đặc tính khác nhau và giống khác nhau. Thiết bị này phiên bản chúng tôi đang phát triển ấy, thậm chí nó còn hơn thế, tức là bạn có thể nói luôn là bật đèn không cần phải nhận diện âm thanh. Trong quá trình mà các bạn nghiên cứu tìm ra cái này thì thử rất nhiều lần, có lần nào mà gặp sự cố không và lần nào thì bạn nhớ nhất? Riêng về thiết bị thử nghiệm thì cũng phải tiến hành chế tạo vài chục cái qua nhiều phiên bản khác nhau để cải tiến từng bước. Ví dụ như là từ những cái chọn những cái linh kiện nào cho nó giá rẻ mà vẫn được việc, lắp nhiều cái vào nó không đúng đắn về nguyên lý, ví dụ như về âm thanh nó cũng là vấn đề rất phức tạp. Mình muốn hỏi cái sản phẩm của bạn này, ví dụ trong một tương lai gần chẳng hạn, nó được sản xuất đại trà, khi hộ dân người ta muốn thay đổi cái chương trình đó thì công ty bạn phải cử người đến nạp chương trình cho cái bộ này hay sao? Đâu cần phải thế. Thiết bị IPNet có thể nối mạng Internet. Chỉ cần gọi điện cho tổng đài, chúng tôi có thể kết nối xuống thiết bị và cập nhật luôn cho họ. Không cần phải xuống tận nơi. Về cá nhân của tôi thì tôi nhận sẽ có một ít nhận xét và đóng góp như thế này. Giá mà cái thiết bị của các bạn thì ngoài cái khả năng lập trình này, nếu mà tích hợp thêm cái thiết bị cảm ứng thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Theo kiểu là ví dụ tôi bước vào trong nhà hạn, sau này cảm biến của tôi sẽ tự bật, chứ không, tôi không phải lay hoay là tôi rút điện thoại của tôi ra alo cho cái thiết bị và máy hơi bật đi thì tôi có thể mới vào nhà được đúng không ạ? Đấy là một ý kiến rất là hay. Chúng tôi sẽ tiếp thu và đưa nó vào các cái phiên bản tiếp theo. Thì đấy là cái công nghệ gọi là viết phát triển phần mềm nhúng đưa nó vào các thiết bị từ đèn đã sáng như vậy là đã hết 3 phút và đèn đã bật sáng. Rõ ràng là tất cả mọi thứ chúng ta thử khá là hoàn hảo. Hai bạn, hai thành viên của Rắc Rối, các bạn cảm thấy thế nào? Độc đáo, mình chưa từng thấy bao giờ. Thế bạn Long cũng thế chứ ạ? Tôi cũng thế. Vâng, và như vậy thì là rất chúc mừng bạn Nam
và bạn Thanh đã trở thành gương mặt sáng tạo tiếp theo xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay, và các bạn đã vượt qua được thử thách của hội rắc rối. Và cảm ơn hội rắc rối một lần nữa. Các bạn thân mến, sáng tạo nào cũng độc đáo, và chúng tôi thấy là những chiếc đèn như thế này cũng rất cần điều khiển, và có những cách để tiết kiệm, các bạn hãy thử tìm những cách khác nhau, không chỉ là với cách của các bạn từ IPnet, các bạn có rất nhiều cách khác nữa để có thể sáng tạo ra cái cách để tiết kiệm điện cho gia đình mình. Và tiết kiệm thôi cũng là một cách, một việc rất là tốt rồi. Sau một năm miệt mài nghiên cứu và thử nghiệm, sản phẩm thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng của nhóm IPnet ra đời là kết quả lớn lao với nhiều tâm huyết và công sức của các thành viên. Bộ điều khiển IPnet. IPnet, bộ điều khiển tự động thông minh dựa trên những chuyển động của vũ trụ và khoa học khí tượng, đã giúp tiết kiệm điện một cách tối đa, trở thành sản phẩm công nghệ đoạt giải 3 nhân tài đất Việt năm 2011 về tiềm năng ứng dụng. Hãy thử nghiệm thiết bị hoàn toàn mới này để góp phần tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và mang tới một thế giới xanh hơn, an toàn hơn. Câu hỏi gara bí mật số 2. Vì sao hệ thống đèn dùng trong phẫu thuật được gọi là đèn không bóng? Sau đây là đáp án của chương trình. Hệ thống đèn trong phẫu thuật là hệ thống gồm rất nhiều bóng đèn khác nhau ghép lại, do đó không để lại bóng tối và giúp việc phẫu thuật thực hiện nhanh và chính xác hơn. Mẹo của câu hỏi ở đây là từ bóng được dùng trong câu hỏi dùng để chỉ bóng tối do đèn tạo ra, chứ không phải bóng đèn như nhiều bạn nghĩ. Rất tiếc trong tuần qua không có khán giả nào trả lời đúng câu hỏi của chương trình. Câu hỏi đố vui gara bí mật số 4. Phiên bản 1 bộ điều khiển IPnet sử dụng bao nhiêu relé? A 1, B 4, C 8, D 2. Câu trả lời xin gửi về chương trình Gara Bí Mật, phòng nội dung 1, Ban Thanh Thiếu Niên VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Email garabimat@stereov6a.vtv.vn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Gara Bí Mật hỏi vòng đáp vèo, và ngày hôm nay thì người đã xuất hiện ở đây đó là giáo sư Quanh. Quanh thân mến, tôi có một câu hỏi dành cho Quanh như sau. Ở Gara Bí Mật đã từng có rất nhiều sáng tạo gửi đến. Vậy thì địa chỉ email của Gara Bí Mật là gì? Hay vừa hỏi về các sáng tạo cơ mà. Chẳng ai hỏi như Lê. Các bạn thân mến, để trả lời cho câu hỏi rất dễ của Lê, Quanh xin được trả lời như sau. Địa chỉ email của Gara Bí Mật là garabimat@stv6a.vtv.vn, đúng chưa? Đúng, nhưng mà lần sau nói chậm thôi nhá. Địa chỉ email của Gara Bí Mật là garabimat@stv6a.vtv.vn. Được chưa? Đúng. Và bây giờ bạn Lê hãy nghe câu hỏi của bạn Quanh đây, câu này hơi bị khó nhá. Có nhớ sáng tạo vừa rồi không? Ngay vừa rồi thôi, của các bạn IPnet. Đúng. Có hai chiếc đèn cao áp, đúng không? Hai chiếc đèn màu xanh. Đúng. Đố Lê biết mỗi chiếc đèn là bao nhiêu vôn. Trả lời đi, câu này hơi bị khó. Mấy cái câu hỏi này thì tôi thừa biết, nhưng mà tóm lại là Quanh nhầm vai. Tôi ở đây mới là người hỏi cơ mà. Mà mối quan tâm của tôi thì là chỉ quan tâm xem là chương trình sau sẽ giới thiệu sáng tạo nào cho tất cả các bạn. Và muốn biết thì tốt nhất là các bạn nên tập trung theo dõi chương trình sau vào 21:30 tối thứ ba.